Hôm nay mình sẽ chia sẻ đến các bạn món vịt nấu khóm nha các bạn. Vịt nấu khóm thì ăn ngon lắm, chua chua, ngọt ngọt và đổi bữa ăn thật là ngon, dùng để mình làm trong đám tiệc nữa. Ở đây mình có hai cái ức vịt là 1 kg. Ức này mình đã rút xương như hôm trước mình đã chia sẻ với các bạn rồi đó. Mình đã rút xương ra hết và còn lại 2 cái ức nạc không nè các bạn. Mình sẽ đem đi sơ chế dùng rượu và gừng đâm nhuyễn để mình thoa lên và rửa cho thật sạch nhé. Còn đây là 2 trái khóm. Mình lựa 2 trái khóm này tuy nhỏ nhưng mà mắt nó nở như vậy nè các bạn, ngon lắm. Khóm các bạn mua loại nó nở mắt như vậy thì khóm sẽ ngọt, tại vì nó đủ độ già và chín đó các bạn. Rau cần tàu và hành lá mình sẽ cho vào khi món ăn thành phẩm nhé. Vịt mình đã sơ chế xong và mình sẽ cắt ra từng miếng như thế này, hơi to một chút. Giờ mình sẽ ướp vịt nha, cho 1 ít củ hành tím và tỏi băm nhuyễn vào. Một muỗng canh đường. Một muỗng canh nước mắm. Hai muỗng nhỏ hạt nêm. Một muỗng sữa chua bột ngọt. Một muỗng sữa chua tiêu xay. Trộn đều các gia vị lên cho thấm nha. Mình sẽ để gia vị thấm từ nửa tiếng đến 1 tiếng. Thơm mình đã gọt vỏ và rửa sạch rồi cắt ra như thế này. Mình sẽ cắt loại bỏ cùi đi, mình chẻ ra làm tư. Cắt loại bỏ cùi đi 1 ít rồi mình sắc miếng dày như thế này nha các bạn. Sẽ ướp vào thơm 2 muỗng đường. Một muỗng sữa chua muối bọt. Các bạn nhớ phải ướp thơm trước thì thơm mới thấm ngon nha các bạn. Nếu không ướp thơm thì miếng thơm nó sẽ không được ngon. Mình ướp trước thì thơm có chua cũng sẽ bớt chua đi. Trộn đều lên cho thơm thấm đường và muối xong mình sẽ để một lúc cho thơm thật là thấm rồi mình mới đi sơ chế. Bắt chảo lên bếp cho vào 2 muỗng canh dầu ăn. Cho hành tím và tỏi băm vào để phi vàng thơm.
Sau đó sẽ cho thịt vào, xào lên cho thật là săn thịt nha các bạn. Xào thịt lên, cho săn và trở bề liên tục. Cho thịt săn rồi mình mới cho ra một cái nồi. Mình bắt nồi lên bếp và đổ thịt vào. Mình sẽ cho nước dừa vào và tráng chảo gia vị. Mình sẽ đổ trở lại nồi thịt. Mình canh nước sao cho nó hơi xăm xắp mặt thịt là được. Xong mình sẽ đậy nắp lại và bắt đầu nấu. Trở lại với thơm, mình trộn đều lên, thơm đã thấm và bắt đầu ra nước. Thì mình sẽ chuẩn bị đi xào thơm nhé. Bắt chảo lên bếp cho vào một muỗng canh dầu ăn. Cho hành tím và tỏi vào phi thơm. Rồi sau đó đổ thơm vào, ta sẽ xào cho thấm keo lại. Đường sẽ rút vào thơm để miếng thơm được ngon. Nồi thịt bắt đầu sôi lên, mình sẽ đi hớt sạch bọt cho nước trong nhé. Khi hớt sạch bọt và sôi mạnh, mình sẽ cho thơm vào khi thơm đã xào xong.
Mình sẽ nấu vịt khi nào mình thử vịt vừa mềm là mình sẽ bắt đầu nêm lại. Cho vào 2 muỗng sữa chua đầy muối hạt. Và thêm 2 muỗng nhỏ hạt nêm. Món ăn này thì mình phải nêm đậm một chút mới vừa vị ngon. Thêm 1 muỗng sữa chua bột ngọt. Mình sẽ nêm lại xem có vừa vị chưa. Sẽ cho thêm vào 1 muỗng cà phê đường nữa. Như thế là được rồi đó các bạn, nồi vịt nấu thơm thật là đậm đà. Mình sẽ cho rau, cần tàu và hành lá vào nhé. Cuối cùng là mình cho một củ hành trắng nhỏ sắc muối cao vào. Vậy là xong rồi đó các bạn. Nồi vịt nấu khôm thơm lừng luôn nè. Ngon lắm. Mình sẽ chuẩn bị để múc ra tô nhé. Mình sẽ múc ra tô rồi đây. Hôm nay là món này mình nấu thêm để mình cúng cơm mẹ mình đó. Món này mình có thể nấu để cúng đám giỗ. Hoặc là mình đãi tiệc cũng được đó các bạn. Mình còn thêm có một đĩa thịt bò xào cải nữa nè. Và chính là cái món mình cúng cho mẹ là món thịt kho hột vịt mẹ mình thích lắm. Từ hồi mẹ mình còn sống, mẹ mình cũng có nói khi nào mẹ mất, các con cúng mẹ thịt kho hột vịt cùng với xoài chín và dưa hấu sắc ra cho mẹ ăn, thế là được rồi. Thành ra năm nào cúng cơm mẹ cũng phải có món này. Rồi còn thêm món nấu khóm và món xào. Mình chỉ cúng mâm cơm đơn giản ở nhà thôi, không có mời khách. Mình mời các bạn dùng chung với mình nhé. Mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn lần sau nha. Các bạn làm một lần vịt nấu khóm như thế này nha các bạn. Ăn rất ngon, ăn với bún và cơm đều được, ăn ngon lắm các bạn.